Chào các bạn rất vui gặp lại các bạn trong loạt bài hướng dẫn về Android của Blogstar Star xe mình là Việt. Ở bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, sử dụng Eclipse để tạo một project và cách chúng ta uh, chạy một cái project với uh, cái simulator của Android, cái AVD. AVD là viết tắt của Android Visual Device. Thì uh, cái những cái phần cài đặt và setup cho Eclipse và Android thì mình đã hướng dẫn ở ba bài đầu tiên thì hy vọng các bạn đã fix được uh, giải quyết được những vấn đề đấy. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc giới thiệu cách sử dụng. Uh, đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Eclipse. Thì Eclipse thì một cái tool uh, miễn phí cho Java thì như các bạn đã biết thì ở đây nó có ba cái vùng chính. Một là cái vùng phía bên tay phải này là cái Project Explorer thì cái này chính là cái nơi mà chúng ta sẽ mở các project và các cái file bên này các bạn có thể kéo thả những cái này tùy ý các bạn nhưng mà thông thường người ta để bên phải ở à bên trái như này cái vùng phía trên bên phải bên này cái vùng chỗ mà con chuột đang di trò ở đây thì nó là cái vùng mà chúng ta mở các file để chúng ta edit và phần dưới thường thường là các output tức là những cái phần chúng ta sâu ra các lốc như thế nào thế là ba cái phần chính ở phía bên trên góc phải nó sẽ có một cái phần gọi là phần switch các cái view của cái Eclipse này thì nó có Java, có debug, có một số cái chế độ ví dụ như là DDMS này thì nó cho phép chúng ta uh, show được cái lốc mà chúng ta in ra thì để trong quá trình hướng dẫn những bài sau thì mình sẽ cho các bạn thì mặc định bây giờ chúng ta sử dụng chế độ view là Java ở đây. Tiếp đến là các menu. Các menu ở đây thì nó có uh, menu bar phía trên này, tiếp đến là có những cái button quick shortcut ở đây. Thì ví dụ như đây là cái này là nút lệnh uh, tạo cái mới new. Đây là nút lệnh save. Save thì có hai loại, một là save từng file, hai là save toàn bộ. Thì các bạn ấn control S hoặc là control shift S thì tương ứng với hai cái nút lệnh này. Nút lệnh in thì chúng ta không không nói đến tiếp đến là các cái lệnh liên quan đến running. Ví dụ như đây là nút lệnh run hay debug. Uh, rồi uh, một số cái lệnh liên quan đến việc uh, tạo packet như nào trên này thì đấy là về uh, các cái quick quick button. Tiếp đến là chúng ta nói về cái menu. Uh, menu ở menu đây thì có tất cả 8 8 cái 9 cái. Thì chúng ta có file ở đây thì đầu tiên menu file thì gần như giống hầu hết với các cái giao diện chung thì nó có new, open hoặc là import, export bên dưới. Thì cái phần new này nó sẽ cho phép các bạn tạo ra các cái project mới các project Android hoặc là Java project bên dưới thì các bạn có thể new package new class interface và bên dưới xa một tí nữa thì các bạn sẽ thấy nó có Android XML file đây, hoặc là Azure thì các bạn sẽ thấy xa hơn nữa các loại file bên trong thì các bạn có thể lựa chọn ở trong này thì khi mà chúng ta làm việc với Android thì chúng ta chỉ tập trung vào cái chỗ Android này cái mục thư mục Android đây tiếp đến là cái menu edit này thì menu edit ở đây các bạn sẽ thấy nó khá đơn giản tức là liên quan đến các cái phần liên quan đến chỉnh sửa cái file chúng ta redo cut copy paste delete ở đây thì thế thôi refactor refactor là chúng ta phép chúng ta thay đổi những cái code mà không ảnh hưởng đến những thành phần khác uh, navigate này thì mình cũng chả bao giờ dùng search searching uh, project open close có rất nhiều loại uh, run thì cái này chính là cái chúng ta hay sử dụng running Uh, coverage này thì nếu sau này mình có thời gian thì mình hướng dẫn các bạn là hôm nay chúng ta test một cái project của Android dùng cái MA hoặc là dùng cái JUnit thì cái chúng ta sẽ làm sao sau khi chúng ta đã hoàn thành được một cái số phần cơ bản liên quan đến uh, đến Android trước đã uh, debug rồi xong đến uh, menu Windows thì ở đây các bạn sẽ thấy có hai cái menu um, có ba thằng bên dưới này khá quan trọng. Đầu tiên là cái preference này như tuần trước các bạn đã thấy. thì cái general general thì là những cái thông tin chung ở đây. Các bạn có thể chỉnh phông tùy ý các bạn uh, phông rồi các cái shortcut key hoặc là cái workplace uh, vào thư mục android thì như các bạn đã thấy hôm trước là chúng ta fix cái thư mục của sdk như nào. Uh, thì đấy là một số cái trong cái phần uh, preference này. cái tiếp theo là cái menu avd manager đây thì khi các bạn click vào cái này thì nó gần tương ứng với lại cái việc các bạn click vào cái AVD Manager.exe ở đây thì hai cái việc này giống nhau thì sau khi các bạn mở cái này ra thì các bạn có thể start bất cứ một cái uh, virtual device nào đây bất cứ cái nào thì ở đây mình đã tạo sẵn hai cái thì ví dụ mình start cái vịt con này click vào đây các bạn chọn scale để cho nó lớn lớn một tí ở đây mình chọn 8 là tỷ lệ nó 0,64 lần thì lúc này nó hiển thị ra một cái giao diện như này thì cứ để nó chạy các bạn để nó start xong đóng cái này lại thì cái này nó vẫn hoạt định chạy như thế này thì bây giờ chúng ta việc tiếp theo chúng ta làm nên là chúng ta sẽ tạo ra một project mới à, trước hết thì các bạn có thể uh, lựa chọn cái switch workspace các bạn khi mà chọn các bạn muốn thay đổi cái workspace thì các bạn có thể vào cái file switch Uh, workspace đây thì các bạn có thể uh, tạo ra một cái à quên chuyển sang một cái vùng làm việc mới tức là mình mặc định cái project tạo ra là cái gì thì ví dụ như ở đây chúng ta chọn file new xong rồi chọn android project thì nó sẽ hiện ra một cái cái form như này để các bạn điền ví dụ chúng ta sẽ điền là study and share android chẳng hạn tên hơi dài nhưng mà tôi study and share thôi. ví dụ như này thì create new project in workspace thì workspace đây của chúng ta là ổ g ở đây thì ví dụ thế nó mặc định next việc tiếp theo chúng ta khi mà chúng ta không chọn cái gì thì nó sẽ bắt buộc chúng ta là chọn một cái SDK tương ứng tức là với cái version của Android thì chúng ta chọn cái 2.2 phiên bản 8 này như cái phần mà chúng ta đã cài đặt cho cái cái uh, AVD tiếp đến là chúng ta gõ cái uh, uh, bracket name thì ví dụ chúng ta gõ là sas.android ví dụ này uh, rồi đơn giản như này uh, Create activity mặc định này thì để 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 chúng ta chạy ví dụ chứ chúng ta chưa cần phải làm gì Xong rồi chọn minimum SDK thì ở đây chọn phiên bản 8 Ấn finish Sau khi các bạn finish thì nó ở bên tay phải ở bên tay trái các bạn như mình đã nói thì cái phần project explorer này nó hiển thị ra cái project này uh, Các bạn ấn chút phải vào thì trong một số trường hợp mà các bạn có nhiều project thì các bạn có thể có hai lựa chọn một là close close project đâu nhỉ đây close project đây click vào thằng này thì lập tức cái, cái project của chúng ta nó sẽ biến thành một cái biểu tượng như thư mục này chả có gì cả và khi các bạn muốn mở lại thì open open project chọn open project đây thì nó lại hiển thị ra hoặc là xa nữa thì các bạn delete để nó đỡ vướng mắt thì delete thì ở đây nó có hai lựa chọn một là delete Delete nghĩa là chỉ delete ra khỏi cái Eclipse thôi mà nó vẫn giữ cái thư mục ở trên kia. Còn các bạn mà tích chọn vào cái checkbox này thì nó lập tức nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của Eclipse cũng như là trên cái thư mục của chúng ta. Vì thế mà các bạn không thể khôi phục được. Thế này các bạn chú ý. Thì đấy là cái cách chúng ta làm. Để mình xem bên này. Cái này. Ở đây thằng thằng Android vẫn đang khởi động. Hôm chạy lâu nha. Uh, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn ở trong cái thành phần các project ở đây một tí Thì nó sẽ có một số một số cái thư mục như này Thì chúng ta đã tạo lúc mà các bạn tạo ra project thì các bạn đã thấy là chúng ta có một cái lựa chọn là uh, tạo ra một cái activity Thì ở bài sau thì mình sẽ dẫn cụ thể cho các bạn các chi tiết của cái thành phần ở trong này nhưng bây giờ chúng ta biết như này đã uh, Tiếp đến là chúng ta có một cái thằng nữa là Thằng uh, layout ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái gọi là set content view area, layout main ở đây thì có nghĩa là lúc này cái main này là cái gì thì main này chính là trong cái thư mục layout ở đây cái file main đây main.xml ở đây thì cái này chính là cái layout của chúng ta. ờ ừ, xin lỗi các bạn máy mình hôm nay bị đơ đơ thì uh, sau khi chúng ta click vào cái main, main xml này thì nó hiển thị ra như này thì ở đây nó có hai chế độ view một là graphic layout và hai là main xml thì graphic layout nghĩa là nó sẽ hiển thị ra cái form giống hệt như cái chúng ta nhìn ở trên màn hình chính các bạn có thể click vào cái nút zoom ở phía bên góc phải bên này thì để nó hiển thị cái kích thước lớn hơn ví dụ các bạn nhìn thấy đây nó sẽ lớn hơn đúng không click thêm tí nữa đấy ví dụ thế Uh, xong rồi thì các bạn chỉnh nếu mà các bạn vào main email như này thì nó sẽ hiển thị ra cái dạng chế độ email như này thì tạm thời các bạn chưa cần biết nó viết cái gì trong này thì ở bài sau mình hướng dẫn tiếp đến là file uh, file java study and share activity đây thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó báo đỏ một cái là cái r thì cái này nó chưa có gì thì trong trường hợp như thế này thì các bạn làm bằng cách là ấn nhút phải vào tên project và các bạn click vào cái nút lệnh gọi là build project ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có gì xảy ra nhé Thế chúng ta sẽ click vào cái build project ở đây thì lúc này các bạn sẽ thấy ở đây nó xuất hiện một cái file r.java thì lúc này nó không còn báo lỗi nữa thì như thế là chúng ta uh, không còn lỗi quay lại với cái 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 thằng này thì các bạn sẽ thấy ở đây cái simulator chúng ta đã chạy ra như này các bạn ấn vào menu chẳng hạn uh, ấn vào cái nút này nút ở dưới Chả hiểu sao máy như chập mạch uh, thì sau khi um, chúng ta tạo project thì chúng ta chạy chạy thằng này chúng ta là làm như sau click chuột phải vào tên project run add android application ở đây thì mặc định nó sẽ mép vào cái thằng này. Và... thì các bạn sẽ thấy nó running ở đây nó sẽ có một loạt tức là cài đặt cái uh, studync apk ở đây và cuối cùng sau khi nó sẽ xuất hiện ở đây các bạn chờ một tí. Uh, thì sau khi quá trình các bạn sẽ nhìn thấy ở đây dưới cái lốc uh, cái console đây nó sẽ hiển thị ra là uh, uploading, uploading vào cái simulator xong rồi cài đặt thành công thì nó sẽ start cái activity của chúng ta. Thì sau khi start activity thì các bạn sẽ thấy trên giao diện màn hình nó giống hệt với cái thằng main main email ở đây ở dạng chế độ graphic layout các bạn thấy. Nó hiển thị ra một câu hello world start inside activity chỉ đơn giản này thôi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là giao diện nó chỉ đơn giản như này thì như thế nhưng mà nó sẽ thể hiện ra là cái việc là chúng ta đã lốt thành công được cái project star xe này lên cái uh, lên cái thằng uh, simulator này thì bây giờ uh, có một cái là các bạn mà muốn cài lên máy thật thì chúng ta làm như nào thì trong quá trình mà chúng ta có máy thật cắm thẳng vào máy thì có hai trường hợp một là khi các bạn run android ấy, tức là các bạn uh, click vào project này các bạn run as android mà có hai thằng simulator hoặc là có một cái android thật và một cái simulator thì nó sẽ cho phép các bạn lựa chọn thiết bị nào thì các bạn lựa chọn thiết bị thật thì nó sẽ cài thẳng một cái thiết bị của các bạn hoặc là một cách nữa là các bạn vào cái chỗ mà chúng ta đặt project chúng ta đặt ở ổ g ổ g workspace chẳng hạn thì các bạn vào đấy Uh, xong rồi chúng ta vào cái chỗ xe và các bạn sẽ thấy đây là cái thư mục mà chúng ta đã có để, để 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 sử dụng project mà chúng ta đã tạo ra thì các bạn vào cái thư mục bin này thì các bạn sẽ thấy có một cái file gọi là file StarDinShare.apk thì đây chính là cái file ứng dụng của chúng ta sử dụng để cài đặt lên điện thoại Android thì các bạn copy cái file này vào trong cái điện thoại các bạn và xong đây thực hiện việc cài đặt thì sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có phần mềm chạy tương tự giống như này ở trên điện thoại thật uh, thì đấy là toàn bộ những cái quá trình mà chúng ta thực hiện việc uh, đã project chạy trên simulator hoặc là copy vào Android để cài đặt cho ứng dụng thì bài hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.